Kính thưa quý vị, Đài RT đưa tin trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 16 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra điều kiện để chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine chấm dứt là Kiev phải ngừng chiến đấu và thực hiện tất cả các yêu cầu của Moscow. Đài RT đưa tin trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 6 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra điều kiện để chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine chấm dứt là Kiev phải ngừng chiến đấu và thực hiện tất cả các yêu cầu của Moscow. Đồng thời, ông Putin đảm bảo với Tổng thống Erdogan rằng Nga sẵn sàng đối thoại với phía Ukraine cũng như là các đối tác nước ngoài nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm kéo dài các cuộc đàm phán, điều mà ông cho rằng Ukraine vốn có thể tận dụng để tập hợp lực lượng và của cải, sẽ tự chuốc lấy thất bại. Ông Putin nhấn mạnh quân đội Nga sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ mạng sống của dân thường và chỉ tấn công vào các cơ sở quân sự của Ukraine. Trong bối cảnh đó, hành động của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc đặc biệt tàn nhẫn và rất đáng hoài nghi khi họ tiếp tục pháo kích dữ dội vào Donbass và dùng người dân, kể cả người nước ngoài, những người về cơ bản bị bắt làm con tin, làm lá chắn con người tại các thành phố và thị trấn Ukraine, Tổng thống Nga cho biết. Trong khi đó, theo văn phòng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đã cố gắng thúc giục ông Putin rằng một lệnh ngừng bắn chung khẩn cấp tại Ukraine là cấp thiết để cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở đây và cũng để tạo ra những điều kiện cho một giải pháp chính trị. Hãy cùng nhau mở đường cho hòa bình, ông Erdogan nói. Tổng thống Erdogan cũng nhắc lại mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đóng góp vào giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua hòa giải và các biện pháp ngoại giao khác. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào hôm 24 tháng 2, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án hành động của Moscow và ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, Ankara phản đối các lệnh trừng phạt quốc tế khắc nghiệt nhằm cô lập Nga. Chính quyền Ankara hy vọng sẽ tổ chức các cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Nga và Ukraine vào tuần tới ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Và ý tưởng này cho tới nay đã nhận được phản hồi tích cực từ phía Moscow và Kiev. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.